Hello, xin chào cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Sáng nay mình đi chợ sớm á, mình mua quá trời là bông bí luôn nè cả nhà. Rau muống rồi này kia các thứ các kiểu. Đặng hôm nay mình sẽ nấu lẩu cá hồi nha. Cá hồi mình đang ngâm nước trà ở dưới chòi á, tại vì bữa nay là lễ nè. Rồi mình nấu sẵn có Minh Trung vô chơi rồi mình nấu rủ chung với Phú đồ ăn luôn. Đó, sáng nay là mẹ mình mắc cắt bưởi ở ngoài vườn rồi. Để mình lặt rau xong mình ra mình quay cho mọi người coi mẹ mình đang cắt bưởi ngoài vườn nha. Thấy không? Sáng Trung ăn gì chưa? Chưa Trời đất ơi, vậy phải nấu lẹ lẹ lên chút ăn. Lễ chánh là đi chợ hả? Hôm qua cháy lớn cái cây lạy mà sáng như mới coi á, như coi như sợ luôn á. Như là trong phim vậy trời. Nổ gì vậy Trung? Nổ chạm điện hả? Trời ơi. Ở đây như đâu có mở tin nhắn Facebook lên đâu. Trời ơi, sáng nay vô quá trời tin nhắn luôn. Mấy bạn rủ đi quýnh cầu lông mà nay đâu có thấy đâu đi. Để lặt xong rồi mình xuống dưới chòi mình rửa cá nữa đem lên nấu thôi mọi người ơi. Nấu lẩu này nó cũng nhanh dữ lắm. Chắc bữa nay mình nấu ở trên nhà trên này. Tại vì mọi người biết sao không? Ở dưới chòi mưa nó sình dữ lắm. Với lại ngày hôm qua mình chưa rửa chén. Mình xuống dưới mình bày nữa chắc mẹ mình la mình chết luôn. Cho nên là thôi bữa nay mình sẽ bày trên nhà trên này nha mấy bạn. Bữa nay tủ lạnh của mình nè mọi người. Này là cà phê muối nè. Còn này là soda blue nè. Này soda Việt Quất hay gì nè. Còn này là trà sữa nè. Này Trung mua. Còn sáng thì mình mua cà phê. Bữa nay tủ lạnh của mình nêu đó nước đó. Chắc em rửa rau rồi đem lên đây ăn thôi. Nước hay là nguyên một máy bự mà là ăn được mấy phút. Ừ. Này người ta lặt rồi nè. Cơm vậy ha. Rau nhút này mới ngon, còn rau nhút ở nhà sao nó dai nhách à. Không biết luôn nữa. Rau nhút mà trồng bèo mới ngon là sao? Rau nhút là ở nhà mình trồng là mình lâu lâu mới hái, bây giờ cũng nó già nhiều. Còn kia là hái hoài ra đâu nhiều. Cái này mẹ mình cắt bưởi chung với cô Bông nè mọi người. Đó, bưởi mẹ mình với cô Bông mới cắt kìa mọi người, thấy để loạn xạ hết trơn luôn không? Đó. Cắt nay bữa nữa là mời nghỉ lễ ha con. Ăn với chòi mũi dữ lắm. Để cắt thêm vài trái hạnh nó cho nó khử mùi. Thôi bà. Mũi căng quá. Có nhân mũi không chị bà? Coi coi có nhân mũi không? Phú rồi không ăn rau một phút. Úp vô chút đường đi. Một muỗng bột ngọt thôi. Một muỗng hạt nêm thôi. Tí xíu sa tế vô cho nó thơm nha. Xíu hành phi. Xào lên sơ sơ. Xíu nước mắm. Mình nước mình để đó cho nó thấm cho nó thơm cho nó ngon. Đó cho miếng tiêu vô cho ngon. Mùi căng chứ. Thôi cho dầu vô. Mình nấu cái nước lẩu ở đây trước đi. Rồi chút xíu nữa mình ăn bao nhiêu mình sẽ múc vô chảo. Rồi mình đem về trên nhà trên mình nhúng lẩu mình ăn nha mọi người. Bưng cá vô xuống. Đi từ thôi. Đi từ thôi nha. Đó, sôi cái vớt cá rồi nè. Rồi nó sôi lên cái là mình sẽ vớt cá ra rồi mình múc lên cái nồi rồi mình đem về trên nhà trên kia rồi mình ăn nha mọi người. Nãy ở đây muỗi cắn quá rồi, Phú nó chạy về rồi. Chừng nào mà mình nấu ăn xong rồi mình sẽ kêu nó xuống nha. Là phải thêm muối hả? Ừ, nó hơi lạc mà bây giờ nó chua rồi. Hả con chưa có dặn muối. Bị chua thôi à. Thêm chút muối về.
Nè, không có quậy nước nha chị ba. Trời vậy chứ mưa bay hết đám mây, cái nắng chang chang lên nữa nè. Ngồi tới mắng này được không? Bay được, quay phim được không? Được. Lẩu cá uống trà sữa nha. Quá đã luôn. Kêu Tiên ra ăn luôn. Để đi xin động nha. Rồi chú uống này đi. Vô thử cho mọi cái nào được. Chở ra ba ly chia ra uống. Trời ơi, nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bún vô. Bỏ bún vô gì cha. Bỏ gạo vô. Lỡ. Tại vì cá mình nấu chín hết 90% rồi. Bỏ gạo mình vô nè. Bây giờ chú sẽ uống trà sữa. Trời ơi trời. Chị lại em á Phú ơi. Mình ăn lẩu là mình phải uống trà sữa mới ngon. Đó, chịu nổi nó không? Lẩu là nó phải uống trà sữa. Qua lụm lên để nó đổ ra. Giờ mình nhúng rau vô trước đi mọi người. Mình sẽ mén lên dồi. Bông bí này ngon nè, Phú ăn bông bí được không? Đâu? Bông bí nè, bông bí bữa mình ăn mì cay đó. Ăn được chứ. Được thì phải ăn nha. Gì? Trà cà phê hả? Trà đường trà cà phê. Ừ, chúng ta cà phê vô. Trà lai. Trà lai, ừ. Cái này mập lắm nè. Nó kêu bằng gì ta? Cái gì? Cái vây hay cái mang gì á của con cá hồi á. Ừ, cái đó chiên xả là chiên là cái này là cái ớt. Cái ớt chiên mắm của anh chưa? Chiên chả là ăn ngon á. Cho thêm miếng rau ôm vô nè. Cho nó ôm. Với ngò. Cho thơm ngon. Thơm ngon, trọn vị yêu thương. Thôi uống thử không? Ừ. Thử thời này coi. Cái đó gì? Ngon. Chú bè. Này chú bè. Cái chân to có cho có chân đỏ quá. Bạn con cháu trong nước ngoài nước, hôm nay cô với chung với Như nấu xong nồi lẩu rồi nè. Lẩu cá hồi nè, ăn lẩu cá hồi nha. Mời các bạn con cháu trong nước ngoài nước thưởng thức lẩu cá hồi bún rau rồi với cô nha. Cô Như, Trung, Phú nha. Rồi ăn đi chung. Vô. Dạ. Vô. Dạ đây nè. Đó bên đây có. Nè đây ngồi dạ. Anh Trang đi. Đó có xả bún bằng rau bún cánh chân kìa. Ăn nấm cái chăm sống rau kỳ vậy. Ăn nấm cái chăm rồi nói gấp cho mày. Mai cũng bông bí nè Phú, không ăn bông bí đâu Phú. Thôi để đi, cái tơi một chén nhỏ quá. Cái chén này nó hơi nhỏ. Rồi, ăn đi. Gì ăn vậy? Này Tại ơi. Chứ sao không? Người nào cũng có. Ơi gì? Trời ơi, cái gì? Cái khúc con nó no bự bự rồi. Bự cũng nhiều Phú ơi. Ăn đi.
mua mình kia mình mua cái áo em đi xui bị bẩn luôn bại vậy luôn. Trời ơi nó biết xeo hết mày ơi. Xui mua áo này xui có bẩn không? Chi vậy? Mình áo em đi xui không? Biết. Phải bằng áo đó không? Thấy không? Chú kỳ vậy. Lý do? Thêm lửa không? Không phải. Được rồi. Mẹ muốn nước không? Sao không 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 phải mà mua mấy cái vậy? Nước đầu con áo đầu mà có mấy mấy cái. Gấp lộn vô. Gì chả đó. Thôi con ăn cái này. Nào. Cái này. Mang nè. Dạ. Mang bộ mấy cái này. Bên này bông bí rác nhiều nè. Rác mẹ ăn đầu. Thôi ăn đi cho gì dữ vậy? Rồi mẹ còn mấy nữa. Mẹ, vậy gấp mẹ ăn đi. Để đi. Đây chén đó. Từ từ. Gà này bỏ đây. Bỏ ra vô bỏ. Gì đây vậy? Uống gì á? Cà lai đá. Cà sữa. Cà lai. Cà lai. Lai sữa. Hồi đó giờ mới biết cà lai thôi vậy. Cái này hay uống trà đá không? Cà phê không chứ đâu có chế cà phê với nước trà vô thôi bạn. Lâu lâu mới quậy. Đúng mà. Bữa nào có cà phê giảo á. Nè bỏ cá lên thêm đây miếng hay miếng gì vô. Bơm ra sống nè. Cái mang nó nhiều thịt á. Chú ăn hình nè. Nè cũng không da không. Rồi mình vô ăn đi. Thôi bắt đầu làm với này nè. Lấy chén để xuôi không? Thơm không? Lấy cái chén để xương không? Rồi lấy đi. Ngon xả ngon không? Rồi chén gấp nè. Ngon. Thơm xả rồi. Xả thơm. Bầm nhuyễn cái mút vô ăn ngon. Này thơm chi nè. Tôi phải nhuyễn tại vì mình gấp á. Ăn tạm đỡ. Uống để xương nè đây. Có để xương luôn. Ừ. Để ra. Có giật lâm. Cái gì cho con bò. Ủa còn lửa nào đây. Cá hết gấp đã ăn cơ. Vừa đó giờ như là thử mắt cá ngừ đại dương hầm không như. Gì? Chắc chưa là coi. Chưa, hồi đó giờ chưa mua cái đó đâu ăn. Quá ăn rau. Đó chắc người ta bán ấy quá. Ừ, hay con. Đông lạnh. Có thấy người ta bán ở trên mạng á. Mà người ta bán vô một bịch mắt vậy á. Con mắt như cái chén vậy á. Đúng rồi. Cái đó ăn là ngon lắm, nhưng mà nó nguội vô là ăn đó. Tâm. Tâm. Rồi. Ừ, giá xương đây. Nè, có gì nè. Rau rột rồi, ngon. Vừa ăn không cung? Dạ vừa bạn. Chấm nước mắm thì ngon. Ngon quá. Giống lạc không? Lạc không? Lạc không nhớ. Dạ khó ăn cơm không? Chiều nay khó ăn cơm không? Đúng không? Bỏ rau vô giống lạc không? Thấy lạc rơm đúng không? Ừ. Chứ để mặn quá ăn không ngon. Bữa nay lễ mà coi ông trời kìa. Trời trời hết đen hôi rồi. Thôi người nói thì mai. Đây mà fly của mình hay. Mai mới lửa tránh. Nay ăn được rồi. Quẩy bắt một con giảm ấy, cái 2kg rồi. Muốn ăn quá muốn. Rửa hồi tới. Được. Tới nấu lẩu là lẩu gà nấu măng. Dưa măng con. Lẩu gà nấu măng hả? Rửa nấu không nấu. Lẩu măng gà hả? Ừ, ngon. Cái tầm cái lần nấu lẩu nó ăn cũng ngon. Mặn. Mặn chua. Nấu ăn măng lá é nhớ không? Cái hồi này tính ra hồi sáng mua cũng ngon quá chứ. Mà lâu quá không mua nay nó lên nhà cũng hay. Nhớ hôm xưa mua có 50.000 ký. Là gì? Đậm đại vô trong. Ngon không? Đậu rơm.
Là lễ hả? Đây bỏ rau cho. Lớp cá vô ăn. Để nó lên đó Như. Mà ba số bữa nay người ta đi chợ cho ngày mai quá. Ừ. Ôi nóng không? Được rồi. Ngày mai người ta có nhà, người ta có để làm ăn luôn. Mới khi mắc. Mắc rồi thì để, tao nghĩ để không bán. Cũng có thể. Nên đợt nào mà sợ Tết không bán, bà nội chung sống mà mua đồ gì quá trời. Tết bà vẫn bán bình thường. Bán mà mắc. Bà nội con bà thủ trước là hay á. Chứ nhiều khi Tết không có cái món đó mà cần mua không có. Thường là hăm mấy người ta mua hết trơn rồi. Thịt đồ á người ta cũng đợi hăm mấy người ta mua hết trơn rồi. Cái vô tủ lạnh mở. Thấy con đào á, con thịt à. Kho hay để nguyên cái vỏ luôn. Nào ăn cái mình lọc vỏ ra bỏ vô ăn mới ngon. Đúng rồi, trứng vậy á. Còn chứ kia là ăn chỉ một hai lần kho nó vịt nó cứng ngắt cái hộp vịt. Không ngon. Đúng hả? Nó một số đứa ăn nó để nguyên vỏ hả? Ừ. Mưa. Xe con để có sao? Lấy nó vô nha. Để lát nó là lật cái ướt. Hồ xe đó mà mua đó sao? Thì là. Dạ mua thiệt cơ hả? Bây giờ Phú có ấy không Phú? Ấy gì? Còn lật một điều không? Đó là. Hết hả mày? Thì làm hết rồi. Nay nghỉ. Làm quá à. Làm xong qua giờ nay cha mẹ đi ăn lễ rồi đi vô đi gọi đi sáng giờ ngoài quá đúng rồi giờ ăn đúng bài ăn giờ. Ngoài trời mưa giờ về đây ăn là đúng rồi phải không ăn dưới vừa mũi mà vừa mưa nữa chạy không hay kịp luôn quá ừ. Để ăn chắc Phú với Phú đập bọt bọt luôn không đúng rồi đập mũi hả đúng rồi đem đập mũi bà vào luôn Phú buồn ngủ Phú không ngủ Phú ngủ mình ha ngủ với cha mẹ mệt bữa nào kêu mẹ chị hai lắp máy phòng máy lạnh cho Phú chắc là chửi đàn canh gió lạnh luôn quá sao vậy là biến mà đồ máy lạnh là biến mà đồ ngủ máy lạnh nữa quạt máy được rồi quạt máy được rồi đầu chiên máy lạnh rồi hỏi chị chửi tàn canh luôn hả Phú người ta kiếm tiền người ta chưa được ngủ máy lạnh nữa mà cái người ở nhà mà ngủ mới lạnh chắc sao Phú chửi tàn canh với lạnh quá nó không chắc không dám chịu đâu làm gì dám đúng không thì mai mốt có chị hai hỏi chị hai cho mua cho Phú cái máy lạnh đi chị hai chửi rồi nó trên Việt Nam thôi mà trời ơi chôn thôi mà chị hai làm gì đi giờ mới chịu lại chị hai có chồng chị hai có con đi hay lo cho con thôi Phú hả tranh thủ vô bào được khúc nào bào khúc đó bào gì phải không bạn chị nó có chồng đâu ở đây đâu ừ lo cho con rồi ẩn Phú lúc trước còn cho này cho kia là không cho Phú Phú ở nhà thờ mà ở đồng tại gia luôn vậy. Ừ, nhà thờ rồi mấy công đất nữa. Đúng rồi. Là tới lúc đó là nó coi chừng tao mà nghèo là nó không dòm tao luôn á. Ai? Mày á, mày giàu rồi tao mà nghèo là mày bỏ tao luôn á. Biết đâu được. Đâu có. Tối sáng nó mới ăn mà. Thương á. Cá ăn rồi. Ừ. Chưa. Một con còn. Hết cuốn hết trơn. Thôi được rồi. Lấy thêm cá bên này qua mà. Cái gì vậy? Lấy ly này uống đi con. Không chết đi đó đi. Hết một ly chạy. Không vậy để ly nó uống luôn. Như lấy khác. Uống đi, chút uống khác tao ăn tao ít uống lắm. Đi uống. Mở nói rồi bỏ rộng đi luôn con. Uống nó hợp có quà. Bỏ rau vô lạ.
chan miếng nước mắm vô ăn. Thôi à, cho nó mặn không? Ừ. Ừ. Em ơi, là làm thử cuốn quậy cho nha. Cuốn quậy không? Cái lúc này nó làm lạc lắm, là chủ yếu là cái nước chấm mình á, bỏ giờ nghệ vại lên á. Cô biết bún quậy không? Không. Bún quậy ép chả cá vô tô hả? Ừ. Là sao? Chả cá sống á. Ép mỏng thiệt mỏng vô tô rồi mình chan nước lèo vô lại chín luôn. Chan là rứa rồi thà rứa. Để nó gỗ sơ không? Thôi thiệt thôi à, cái nước lèo nó lạ, kiểu làm nó chán muối ớt là nó quậy vô chua ngọt muối ớt, muối ớt hòa vô. Ở đây có ai ăn đâu không ạ? Ai bán đâu không ạ? Mỹ Ho có. Có hả? Cậu biết cái bên quốc xe làm. Quá trời. Chắc đây nó là review food chân chính quá. Sao vậy? Thấy thôi chứ có ăn đâu. Review food chưa lên hình thôi chứ chỗ nào không biết chưa. Còn đây thì cái phút pha ke có hình không có hình ảnh thương hiệu mà không biết ở đâu ăn nè vô con cái vây kia đây thấy rồi đó, giờ mình có dám ăn vô ăn con đâu ta đi có đâu cái cặp nào vô ăn ha, hãng bạn để ăn đi có mình không con vây ơi. Nè miếng này chung rồi được rồi gấp cho Phú mẹ thôi luôn còn cái vây này béo ăn tóc mà hôi không trời nóng thì thôi rồi đó còn vô đây còn ăn xong rồi xì rượu nữa nha bây giờ vô cái không ai uống cái rượu mà vãi đi ế luôn Phú ngủ à. Em Phú gì Phú cá hỏi cả gì Phú nữa em muốn ăn rón không Phú thường Phú đâu mẹ Phú đâu cái nhậu tập cái nhậu luôn em trời ơi cái nhậu lén uống bia lén rồi đó uống chừng hết mà ngon Phú ngon ngon gì nhưng uống đắng quá bỏ ra mày uống bố uống bia là đem đi đổ không đào đổ uống hết không hả uống lon không uống lon à thôi cái bê đô nay ăn lẩu cá hồi tới đây cũng dài cô với như thằng Trung Phú tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy yêu thích cô Trung như Phú thì hãy đăng ký cho cô la ăn thằng cô với từ có động lực ra nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thân các bạn rất nhiều. Bye bye.